Dạ, mến chào quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư bất động sản ở trong nước Việt Nam cũng như là quý cô chú anh chị Việt kiều đang sống và làm việc trên thế giới thân mến. Thì hôm nay á, Hùng có một cái chủ đề rất là hay muốn cùng cô chú anh chị thảo luận và suy ngẫm. Thì qua cái video này á, thì Hùng cũng rất mong là cô chú anh chị hãy suy nghĩ lại. Đó. Chủ đề ngày hôm nay tôi muốn nói đến cô chú anh chị á, đó là chủ đề có nên hay là không nên sở hữu cho mình một cái trang trại, nhà vườn, biệt thự sân vườn ở xa trung tâm thành phố Nha Trang hoặc là bất kỳ xa trung tâm nơi đâu trên đất nước Việt Nam của mình. Đó. Thì đây là một cái chủ đề mà Hùng thấy rất là hay nên là cùng thảo luận với cô chú. Thì lúc hôm giờ rồi thì Hùng có coi trên YouTube cũng như là coi ở trên các trang bán bất động sản á cô chú. Hùng thấy rằng là các bạn môi giới rao bán những cái lô đất ở xa, nhưng mà trong video là luôn luôn là kêu gọi là mua bán đất và mua đất để làm biệt thự sân vườn, nhà vườn, trang trại. Đó, và Hùng cũng thấy rằng là có những nhà đầu tư chuyên nghiệp, người ta chuyên đi làm những cái trang trại, nhà vườn và gửi cho các bạn môi giới bán. Bán cho ai ạ? Đối tượng khách hàng là ai ạ? Là những cô chú, anh chị đang trong lòng có khao khát, có mong muốn là sẽ sở hữu cho mình một cái trang trại, một cái nhà vườn, một cái biệt thự sân vườn, là một ngôi nhà thứ hai để mình vui chơi nghỉ dưỡng. Đó, thì câu hỏi đặt ra ở đây á, là cô chú anh chị có thể sở hữu nó được bao nhiêu lâu, có thể sử dụng của nó được bao nhiêu lần, và cô chú anh chị có nhiều thời gian để mình về cuối tuần mình về để mình sử dụng hay không, và chi phí bỏ ra cho một cái nhà vườn đó là bao nhiêu, hàng tháng nó sẽ ngốn của mình bao nhiêu tiền đó. Và thời gian công sức đi lại từ căn nhà chính của chúng ta ở trung tâm thành phố đi về cái vùng ven đó là bao nhiêu công sức đó. Đây là những câu hỏi mà đặt ra để cô chú anh chị cùng suy ngẫm đó. Và Hùng cũng chứng kiến rằng có rất nhiều cô chú, anh chị mua cho mình thời gian đầu thì mua cho mình một cái biệt thự rất là ham, rất là thích. Đó. Nhưng lâu dần rồi cũng thấy chán cô chú. Đó, chán và khi chán thì sao ạ? Chán thì bán. Bán thì lỗ chứ sao đúng không cô chú? Đó. Bán lỗ. Và cô chú anh chị nào á mà sở hữu một cái nhà vườn á, nó là một cái khoản tiền rất là lớn rồi đó, nó rất là lớn đó. Nếu mà rồi sau này khi mà mua xong rồi á, mình còn phải bỏ công chi phí ra quản lý nữa, rồi quản lý, vừa quản lý là mình đâu phải là mình ở đó ngày nào mình cũng phải quản lý cô chú, mình cũng phải thuê người chứ đó. À, công sức của cô chú mà bỏ vào cái vườn đó với bao nhiêu tiền, bao nhiêu công, bao nhiêu sức, thì cô chú anh chị biết cái người mà hưởng cái thành quả của mình bỏ vào đó, đó là ai không ạ? Đó chính là cái người mà trông coi giữ vườn của mình đó cô chú ạ. Đó, trông coi cái vườn và giữ cái vườn của mình đó. Đó. Thuê, đã trả tiền thuê cho người ta tới ta giữ cái vườn của mình là thứ nhất rồi. Thứ hai á, thì nó còn ở lại, nó còn ăn những cái cây trái, con vật nuôi ở trên trên cái mảnh vườn, trên cái ấy của mình đó. Chứ cô chú anh chị ở xe mà có thời gian đâu mà tới trông coi quản lý rồi thưởng thức hàng ngày đúng không ạ? Đó. Lâu lâu ví dụ như mình nuôi một con dê, một đôi mớ dê, xong là mua nuôi một số con gà, nuôi đủ thứ hết á. Nhưng mà cứ lâu lâu cái mình về
Mình sao thấy lúc trước là còn 10 con mà nay còn 9 con. Lúc trước còn 10 con gà thì nay còn 5 con gà. Thì hỏi lại nó nói là gà nó đi đâu mất rồi. Đó, nó bị người ta bắt mất rồi. Nhưng mà ai bắt? Thực ra là cái người mà trông coi nuôi gà, trông coi trang trại cho mình đó cô chú. Đó, chính là cái người trông coi trang trại cho mình. Đó. Chứ cô chú anh chị có thời gian đâu mà về đó mà hưởng thụ hưởng sái. Đó, cô chú làm ở trên thành phố mặt tắt mày tối. Đó. Về cuối tuần thì lâu lâu mới về. Mà chắc gì cô chú anh chị đã về một lần. Một tháng về một ba bốn lần đúng không ạ? Đó. Nên sau này ai mà dụ dỗ mà kêu mua trang trại nhà vườn á thì cô chú đừng có mua. Bởi vì sao ạ? Bởi vì á có một cái nguyên tắc mà Hùng có nghe ông Đinh Nguyễn ông nói á, là khi mà sở hữu á thì nó lại thành là không sở hữu, mà không sở hữu nó lại là sở hữu của chú. À, có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là cô chú không có sở hữu một cái rãnh vườn nào á, nhưng mà khi mà cô chú thích cái chỗ nào á thì mình tới đó mình chơi ngắm trải nghiệm. Đó, mình thích cái khu resort nào đó thì mình cứ tới đó mình chơi, mình ngắm, mình trải nghiệm. Đó, mình bỏ một ít tiền đó, xong khi nào chán cái chỗ đó thì mình lại bỏ tiền mình đi chỗ khác. Đó thì thành ra là cô chú đã sở hữu được rất nhiều cái và trải nghiệm được rất là nhiều cái, trong khi đó là cô chú mua một cái nhà vườn, một cái sân vườn, một cái trang trại, một cái biệt thự vườn đó mình sở hữu, nhưng mà cuối cùng là cô chú không có sở hữu được nhiều. Đó, mình cứ khư khư mình ở đó mình bị bận tâm vướng víu với lại cái nhà vườn, cái biệt thự, cái sân vườn đó. Đó, vướng víu thì mình đâu có đi đâu được cô chú. Đó. Nên đó là sở hữu một cái biệt thự, sân vườn, một cái trang trại nó rất là mất công của mình, rất là mất nhiều thời gian, rất là mất nhiều cái thứ. Đó, cô chú anh chị thấy cái video này sao ạ? Thấy cái vấn đề Hùng đưa ra là có đúng với lại cô chú anh chị nhiều thực trạng hiện nay không ạ? Hùng thấy theo Hùng thấy rằng là có rất nhiều người chơi một thời gian xong chán, đó, mua cái sân vừa mua cái trang trại một thời gian xong cái chơi một thời gian rồi chán. Đó, cô chú làm rất là nhiều việc ở trên thành phố mà đâu phải có thời gian đâu mà ấy, mà trong khi đó là cái thời gian và cái quãng đường mà từ thành phố mà đi về cái chỗ trang trại đó nó cũng xe tít mù khơi đó. Thì Hùng khuyến cáo với cô chú anh chị là mình thích cái chỗ nào thì mình cứ đi chơi cái chỗ đó, thích cái resort nào thì mình tới cái chỗ đó, rồi thích cái vườn cây trang trại nào thì mình cứ đi tới đó mình thăm, mình ấy thưởng thức ngắm cảnh rồi ăn trái rồi này nọ, chứ mình đừng mình có mua chi một cái biệt thự vườn hoặc là cái sân vườn làm gì cho nó mệt cô chú ạ. Đó. Đó, không sở hữu thì cô chú sẽ sở hữu được rất nhiều, mà sở hữu một cái thì mình lại không sở hữu được nhiều thứ cô chú ạ. À, mất công rồi bận tâm bận lòng anh đó mình nuôi mình vướng víu chi cho nó mệt đó. Đó. Cuối cùng là cái người mà được hưởng nhiều nhất chính là cái người trông coi trang trại của mình. Đó. Hàng năm hàng tháng cô chú sẽ tốn rất là nhiều tiền cho những cái cho cái trang trại của mình. Đó, tính ra là mình chỉ có lỗ thôi chứ không có lợi tí nào cả. Dạ, anh yên tâm em không quay đâu, em chỉ quay trái cây thôi. Cảm ơn anh. Đó. Thì đây là một bài chia sẻ nho nhỏ muốn gửi đến cô chú. Thì Hùng cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian cũng như là theo dõi kênh của Hùng cũng như là yêu mến Hùng. Hùng sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu để mang lại nhiều cái giá trị mới nhất cho cô chú anh chị. Hùng sẽ luôn luôn cố gắng là nêu lên những vấn đề, những sự thật trong ngành bất động sản để cô chú anh chị có thể biết được và né tránh. Cũng chỉ mong là có thể giúp được một phần nào đó cho cô chú anh chị đầu tư nó hiệu quả hơn thôi. Đó, thì nếu cô chú anh chị thấy video này hay, hữu ích thì hãy like, share, chia sẻ giúp Hùng và giới thiệu bạn bè những ai mà đang có nhu cầu mua nhà mua đất tại Nha Trang á thì giới thiệu giúp Hùng với ạ. Đó, Hùng sẽ nói lên những cái sự thật
để cô chú lấy được. Cho dù Hùng không bán được đất nhưng mà ít ra thì Hùng cũng có được một ít tiền từ YouTube để mà sống. Thì khi sống từ tiền YouTube thì Hùng sẽ nói sự thật nó dễ hơn, đó là bán nhà bán đất đó. Để mình bán cho chủ đất đó, là mình phải nói theo chủ đó. Còn mà mình bán, mình sống bằng cái công việc khác đó, thì mình sẽ nói là được sự thật cô chú đó. Cảm ơn cô chú đã yêu mến và ủng hộ. Thì Hùng xin kết thúc video tại đây đó. Chân thành cảm ơn sự yêu mến của cô chú đã tin tưởng và ủng hộ Hùng. Giới thiệu đến nhà mình, đây là công viên bờ biển đường Trần Phú, Nha Trang, ở lòng đường Phạm Văn Lao Đông chứ. Ngay tại chỗ Yến Sào đó, chỗ đây là Yến Sào Trầm Hương đó. Thì ở đây nó có cái công viên rất là đẹp. Cô chú anh chị mà thích công viên thì ra đây. Hôm nay đây là lần đầu tiên Hùng cũng tới cái công viên này á. Chốt lại là vấn đề là cô chú anh chị đừng nên sở hữu cho mình một cái biệt thự nhà vườn nhé. Mai mốt mình thấy chỗ cái nào có nhà vườn thì mình cứ tới mình tham quan, mình mua vé mình vô mình chơi thôi. Mình có tiền mà sợ gì đó. Với lại kêu nghe ai mà dụ dỗ đi mua mua mấy cái biệt thự nhà vườn với lại trang trại nhà vườn thì thôi đừng mua cô chú á, bởi vì cô chú cũng không có thời gian để quản lý đâu. Hùng hiểu rằng là cuộc sống của cô chú á, anh chị á, ở thành phố á, rất là bận nhiều công việc đó. Mặc dù là có tiền nhưng mà mình không có thời gian để hưởng thụ và để quản lý cô chú á. Đó, như Hùng cũng đã thấy rất là nhiều người đã từng bán cái biệt thự sân vườn cái trang trại của mình rồi. Đây là công viên đẹp nhất ở Nha Trang nè cô chú ạ. Ngay chỗ Yến Sào Thùy Dương, chỗ đưa đầu đường Phạm Văn Đồng với lại cầu Trần Phú. Nếu mình thích đi công viên thì chỗ này là ok rồi. Đó, chụp hình cho mình những cái tấm hình đẹp ở đây. À, Hùng cố gắng Hùng quay thêm một số cái chỗ đẹp nữa. Đây là cây xoài Úc và trái xoài Úc nè cô chú. Mấy trái xoài Úc đồ to đẻ. Rồi, Hùng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú. Bên này thì quán cà phê, bên này là công viên. Ngay chỗ đây là chỗ đền thờ ông Tổ Nghề Yến ở Nha Trang mình. Còn đây là công viên đẹp. Thì cô chú anh chị mai mốt về có đi chụp hình, chụp ảnh, check in nữa thì ghé đây. Đây là công viên bờ biển đường Trần Phú, công viên này rất là rộng.